Đi liên hoan, vô tình nghe sếp đề nghị vợ ngủ một đêm 10 triệu, nhưng cô vợ nhất quyết không đồng ý và phản ứng khó tin của người chồng. Ly nổi tiếng xinh đẹp ngay từ nhỏ, lên đại học, thân hình ngày một phỏng phao khiến cô càng được mọi người để ý. Hồi đó đi học, ngày nào các bạn cũng thấy Ly có quà trong ngăn bàn. Mọi người hào hứng muốn xem, nhưng cô thì hầu như chẳng để ý. Ly xinh đẹp nhưng không dễ dãi, có biết bao người theo đuổi trồng cây si. Nhưng sau này, đến năm cuối đại học, Ly mới có mối tình đầu và cũng là chồng mình bây giờ. Sự lạnh lùng của Nam khiến cô thấy ấn tượng, thậm chí còn si mê. Nhiều lúc Ly cũng không rõ tình cảm của mình nữa. Bao anh giàu có, đi xe hơi ở nhà lầu, cô không thích, lại đi thích một anh chàng trông rất bình thường, vẻ ngoài cũng chẳng mấy nổi trội. Ngày Ly đưa Nam đi giới thiệu, ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng tình yêu là vậy đó, nó luôn khó đoán và khó hiểu. Ra trường được 2 năm thì họ cưới nhau. Cuộc sống vợ chồng khá êm đềm. Ly an phận thủ thường, ngày ngày đi làm công ty, tối về chăm sóc chồng con. Ai nhìn vào cô cũng cảm thấy phí, vì xinh đẹp, cao ráo như người mẫu thì phải lấy đại gia. Ly nghe xong chỉ biết cười. Cô bảo cô chỉ cần chồng của cô là đủ rồi, cô không muốn ham hố trèo cao. Tính của Ly là thế đó. Cô rất chung thủy và bình dị. Về làm dâu làm vợ, làm mẹ, tuy vất vả, nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp vốn có của mình. 30 tuổi, người ta thấy cô vẫn rạng ngời, trẻ trung và xinh xắn. Điều đó khiến Nam rất hãnh diện, nhưng đôi khi cũng ghen vô cớ. Thấy bạn bè đổi nhà đổi xe sang hết rồi, còn mình thì chưa sắm sửa được gì, nên Nam đang phấn đấu lên chức trưởng phòng. Anh âm mộng đổi đời. Dạo này Ly thấy chồng hay đi sớm về muộn, hỏi thì anh bảo phải đi quan hệ, đi uống rượu với sếp, mai ra thì có cửa lên chức. Mà lão sếp của anh cũng thuộc dạng rành mảnh khó chơi lắm. Nghe chồng nói thế, Ly chỉ biết động viên chứ không giúp được gì. Cô khuyên chồng uống rượu ít ít, nếu năm nay chưa lên được thì phấn đấu sang năm. Nhưng Nam nghe thế liền cáo gắt. Đúng là đồ đàn bà, cơ hội thì nghìn năm chỉ có một, sao mà chờ đợi được. Cứ thế này, mãi mà có chết đói. Thấy chồng tức tối, Ly chỉ biết thở dài. Ngày ngày, cô cầu mong cho công việc của chồng được suôn sẻ. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu hôm đó Nam không đưa vợ đi dự tiệc liên hoan cuối năm của công ty. Hôm đó, Nam bảo với vợ,
Hôm nay khách khứa đông, em mặc đẹp đẹp vào. Ly mỉm cười nhìn chồng, rồi cô mở tủ đồ, chọn ra một bộ váy thanh lịch nhưng cũng rất quyến rũ. Thấy Nam và vợ xuất hiện, ai cũng trầm trồ, khen ngợi vợ của Nam xinh đẹp. Sếp của Nam vừa nhìn thấy Ly đã đứng hình mất mấy giây. Ông ta không nghĩ anh lại có cô vợ xinh đẹp và rạng rỡ như vậy. Cả bữa tiệc, bao ánh mắt nhìn lén đổ dồn vào cô khiến Ly thẹn thùng. Hôm đó rất vui nên mọi người đều uống khá nhiều. Nam và sếp anh cũng vậy. Ngồi một lúc thấy ngột ngạt, Ly ra ngoài đi vệ sinh thì chạm mặt sếp của chồng. Thấy ông ta, cô cúi chào lịch sự. Nào ngờ Ly lại nghe được một lời đề nghị khá hiếm nhã. Em xinh quá, anh không nghĩ vợ cậu Nam lại xinh như hoa hậu thế này. Ly lịch sự đáp, anh quá khen rồi, em cũng bình thường thôi ạ. Em thấy chị nhà anh cũng rất xinh. Nào ngờ ông ấy lại bảo, cô ấy già rồi xin gì nữa, em thật sự làm anh chú ý và rung động. Em có muốn ở cùng anh một đêm không? Anh hứa sẽ cho em 10 triệu hoặc hơn thế nữa, nếu em muốn, và sẽ giúp chồng em được lên chức. Ly sửng sốt, anh sai rồi, em sẽ xem như đây là một lời nói đùa thôi nhé. Em và anh đều có gia đình rồi, em nghĩ anh không nên nói những lời thế này đâu, em xin phép. Ly định bước đi thì ông sếp già kéo tay cô lại. Anh nói thật mà, danh thiếp của anh đây. Gọi cho anh bất cứ khi nào em đổi ý nhé. Ông ta nhìn Ly cười đắm đuối, còn cô nổi hết cả da gà, rồi đi thẳng. Nam đã vô tình nghe được hết câu chuyện. Hôm đó Ly đòi về sớm, cô không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Thấy vợ nhất quyết từ chối chuyện kia, Nam không những không vui mà còn quát lên giữa đường. Cơ hội như thế, sao em không nắm bắt? Ly ngơ ngác. Cơ hội gì, ý anh là sao? Và câu trả lời của Nam càng làm cho Ly bàng hoàng hơn. Nam bảo, chỉ cần cô gật đầu lên giường với ông ta một đêm, vừa được tiền lại vừa giúp chồng, tại sao Ly lại từ chối? Lúc này, Ly sững sờ, cô không tin được, đó là lời của chồng cô vừa nói. Anh có còn là chồng của cô nữa không? Đáng lẽ anh nên vui khi cô từ chối, chẳng lẽ anh lại muốn vợ mình ngủ với gã đàn ông khác? Ly chưa kịp định thần thì anh lại nói tiếp, cô dẹp cái sĩ đó qua một bên đi. Đằng nào chẳng te tua cả rồi, còn gì nữa đâu mà giữ. Hy sinh tí thì có chết ai. Tôi mà lên trưởng phòng, chẳng phải mẹ con cô là người được hưởng phúc sao? Còn giữ danh thiếp của sếp đúng không? Mai nhớ liên lạc lại, nếu không đừng trách tôi. Đến lúc này, Ly đã không thể nào chịu đựng được nữa. Anh dừng xe lại đi, tôi không muốn nhìn thấy anh và nói chuyện với anh thêm nữa. Vì muốn lên chức mà anh bất chấp lấy vợ mình làm vật hiến thân vậy ư, thật là kinh tởm. Ly vừa dứt lời, Nam đã tát vào mặt Ly. Ly xuống xe, vừa đi bộ vừa khóc.
Cô không tin người chồng mà cô đã yêu thương hết lòng lại có thể thốt ra những lời đó. Lần đầu tiên trong đời cô thấy ân hận vì lấy anh. Ly sống chết ly hôn và ôm con bỏ đi, mặc kệ Nam Văn Sinh. Đúng là trên đời này kiểu người gì cũng có. Đến cả chồng mà còn muốn dâng hiến vợ để có được sự nghiệp thì đúng là không thể chấp nhận được.